Sau khi nhận được các kết quả xét nghiệm của những ngư dân, tiểu thương, lái xe đều âm tính với SARS-CoV-2, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã cho phép cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, công tác quản lý ngư dân, người buôn bán tại đây cũng được siết chặt hơn nữa để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bên cạnh những trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID, hiện nay vẫn có nhiều ngư dân đã ra khơi hoặc không có mặt tại cảng vào thời điểm xét nghiệm. Vì vậy, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là tại các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú quanh khu vực. Lực lượng cảnh sát khu vực đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và cho từng hộ dân và từng người viết cam kết hết để về công tác phòng chống dịch ấy, và hướng dẫn họ đối với những người mà đến từ các địa phương có phòng chống dịch hoặc là ngoài địa phương ấy, thì là các chủ nhà trọ này, chủ cho thuê trọ là phải có khai báo y tế, thông báo ngay kịp thời đối với lại được lượng cảnh sát khu vực cũng như là lực lượng chính quyền địa phương ấy. Ở đây thì khi mà các người dân các địa phương cảm thấy là chúng tôi là mời họ khai báo y tế và báo cáo về là công an khu vực để kiểm tra tình hình là họ có đến trong vùng dịch không để kịp thời là có như ngăn chặn dịch lây lan. Các chủ tàu cá đang cập bến tại Âu Thuyền Thọ Quang đều đã ký cam kết không nhận thêm thuyền viên mới, không đưa người trái phép từ vùng dịch vào địa phương và hạn chế lên bờ khi không thật sự cần thiết. Thông báo với anh em đi tàu là phải cố gắng phòng chống dịch, không nên lên bờ, bán cá rồi là xuống tàu để đảm bảo là về là dịch bệnh. Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang là khu vực tập trung rất đông ngư dân đến từ nhiều địa phương. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, bên cạnh sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức hơn nữa để chung tay phòng chống dịch COVID-19.